hỗ trợ cho em công cụ khác nữa. Đấy, đây công cụ khác nữa, anh chị em cũng chỉ cần gì ạ? Cat đưa vào đây. Đấy, chúng ta có thể subject này, đưa thêm cái subject vào đây. Đấy, cat này, crown này, drink, gun. Đấy, mình có thể đưa thêm cái subject vào đây. Đấy. Đấy, sau đó thì mình có thể chọn. Ở đây thì cái thằng này thì nó chỉ support đến phiên bản version 3 thôi. Đấy, version 3 thôi. Đấy, nó có rất nhiều những cái để mà mình lựa chọn này. Đây là khung hình này. Đấy, mình có thể lựa chọn khung hình này. Đấy, 43 thì nó gần với cả telephim này. Medium là phương tiện này. Đấy. Đấy. Phương tiện nào này. Màu sắc này. Đấy, maroon này, có rất nhiều màu sắc ở đây này. Đấy, light green này. Đấy, một miêu tả này. Đấy. Classical hay là fantastic này. Đấy. À, đây là tác giả này. Đấy. Đấy. Được chưa? Lighting này. Bright light hay là candle light. Đấy, camera này. Đấy, micro hay là super resolution hay là panorama này. Đấy. Thì mỗi cái này thì nó sẽ tạo ra cái này. Đấy, theo mình việc của mình là copy câu lệnh này. Đó, xong rồi mình lại dán vào đây. Được chưa? Như vậy là gì ạ? Đây là cái công cụ để tích hợp sử dụng nhé anh chị em nhé.